Phát biểu trong một buổi họp báo, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arin tuyên bố chính phủ đã có được bài học từ những gì xảy ra. Ông cũng kêu gọi các công dân có trách nhiệm nhanh chóng chấm dứt hoạt động biểu tình kéo dài 5 ngày qua. Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đang có dấu hiệu lan rộng. Tới nay đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương trong làn sóng biểu tình, được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại nước này. Làn sóng phản đối bùng phát tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 31 tháng 5, sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình hòa bình đòi chính quyền hủy bỏ kế hoạch phá một công viên ở dọc quảng trường Taksim để xây dựng trung tâm thương mại. Những người biểu tình cho rằng cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức để trấn áp, để ném gạch đá và một số vũ khí tự chế vào cảnh sát, dẫn tới đụng độ giữa hai bên.